Nơi mà Vân đang đứng ở đây là cả cái khu resort rất là nổi tiếng ở ngay trong trung tâm thành phố Sóc Trăng. Vân sẽ quay một khung cảnh xung quanh để cho mọi người chúng ta cùng xem nhé. Thì nếu như mà mọi người đến miền Tây sông nước thì có rất nhiều những cái chòi thư giãn này, cà phê miệt vườn. Và ở tỉnh Sóc Trăng thì mọi người cũng biết là có hai cái loại đặc sản rất là nổi tiếng, đó là gạo SP25 Sóc Trăng và bánh pía Sóc Trăng ạ. Vân cũng đã đi qua Tân Huê Viên, cả một cơ sở rất là lớn của Tân Huê Viên ở ngay trong trung tâm tỉnh Sóc Trăng này, mà lớn lắm mọi người ạ, là nơi là sản xuất ra bánh pía đó. Và Vân cũng đi qua cả nơi mà sản xuất ra gạo ST25 Sóc Trăng vô cùng nổi tiếng, mà hàng năm xuất khẩu rất là một cái khối lượng rất là lớn ra các nước trên thế giới. Thì đấy là một cái điều mà vô cùng tự hào về tỉnh Sóc Trăng này. Và đây cũng là một cái khu resort, một cái khu nghỉ dưỡng mà Vân cũng rất là tự hào khi đặt chân đến tỉnh Sóc Trăng. Mọi người nhìn thấy là buổi tối khung cảnh ở nơi đây nó đẹp không ạ? Quá tuyệt vời luôn đúng không mọi người? Ban ngày còn lung linh hơn nữa, ánh nắng buông xuống thì ở đây đẹp lắm đó. Có những cái khu chòi thư giãn như thế này này. Đó. Mọi người, khu resort này thì cũng lớn, cũng rất là rộng. Họ còn đang tính là họ xây thêm cả ở phía ngay bên tay mà Vân chỉ á, cả một cái dãy ngay bên tay Vân chỉ á, mọi người thấy ạ. Ở đây thì họ chỉ xây có 2 tầng thôi. Đó, đây là mọi người này. Mọi người cùng ngắm nhìn với Vân về cái khu resort. Ở đây là các cái khu bungalow này mọi người này. Mọi người nhìn có nhìn thấy rõ không ạ? Đây nhá, Vân sẽ quay ạ cho mọi người xem ạ. Đấy, các cái bungalow họ xây xếp nhau rất là xinh luôn ạ, đẹp lắm ạ. Đó. Đấy, các bungalow ấy. Đó, và đây là các cái chòi nghỉ thư giãn này. Thế còn là ở phía bên kia tay mà Vân chỉ đây. Mọi người nhìn thấy ạ, thì là nó giống như là một cái hồ á, một cái hồ cá rất là đẹp. Thế còn là cái dãy mà ở phía trước mặt kia, Vân sẽ quay đó, Vân sẽ quay lên để mọi người xem ạ. Thì nó sẽ là những cái dãy 2 tầng, các cái căn khách sạn đẹp lắm mọi người ạ. Đó, thì cái khuôn viên của cái khu resort này Vân thấy là rất là hiện đại. Và người dân ở tỉnh Sóc Trăng này thì có một điều mà Vân cảm thấy rất là tự hào, đó là thân thiện lắm mọi người ạ. Thân thiện, họ chân thành, rất là nhiệt tình. Và con người ở nơi đây nó thể hiện một cái tình yêu thương rất là lớn. Và hãy giúp Vân chia sẻ video này đến nhiều người xung quanh, đến cộng đồng bất động sản, để giúp cho mọi người cập nhật thêm những cái thông tin vô cùng hữu ích khi mọi người đi đầu tư bất động sản. Đặc biệt là trong quý 3, quý 4 năm 2022 này sẽ có rất nhiều những cái sự thay đổi đó. Cảm ơn sự hiện diện của mọi người rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhé.